Và tôi muốn dành thời gian này để có thể chia sẻ lời cảm ơn chân thành nhất từ bản thân mình vì tất cả sự nồng nhiệt và chào đón mà các anh chị dành cho chúng tôi. It has been our pleasure to spend a little bit of time with you this weekend. Và đó là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi khi có thể dành thời gian với bạn trong cuối tuần này. Và tôi phải nói thêm vào điều này đó là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đội nhóm quá lớn mạnh, quá tuyệt vời như vậy. I'm not scheduled to speak today, but I would like to take a couple moments and let you know about some things I have learned over the past 30 years. Và hôm nay thì mặc dù tôi đã không có dự định là nói, nhưng mà tôi cũng muốn dành một vài phút để chia sẻ về những điều mà tôi đã rút ra trong vòng những năm vừa qua. I have come to know this is the greatest company that I have ever seen. Tôi đã nhận ra được rằng đây chính là công ty tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết. I have come to know that this company has offered us the greatest opportunity that I have ever experienced. Tôi đã nhận ra rằng đây là công ty đem đến cho chúng ta cơ hội tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết. I know that this opportunity and with hard work has given Jeff and I financial freedom beyond my wildest imagination. Tôi biết rằng là với công ty này, với những cơ hội và cái công việc mà chúng tôi làm việc siêng năng đã cho chúng tôi tất cả những điều mà chúng tôi chưa từng tưởng tượng ra nữa. I know that this opportunity and hard work has given us time freedom in our lives. Tôi biết rằng với cơ hội này và sự làm việc chăm chỉ sẽ cho chúng ta sự tự do về thời gian nhiều nhất trong cuộc sống của mình. And time freedom is the most important thing to me. Và đối với tôi, tự do về thời gian vô cùng quan trọng. More than just being able to see and do all the things I ever dreamed of. Và bởi vì tôi có nhiều thời gian hơn để làm tất cả những điều mà tôi luôn luôn mơ ước. We were able to spend time when we were raising our children at home. Và bởi vì điều quan trọng nhất đó chính là chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi đều có thể dành thời gian để nuôi dạy con cái cùng với nhau, nhìn thấy chúng trưởng thành. We never missed anything that was important to them. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hay dịp nào mà quan trọng đối với con cái của mình. We made memories. Chúng tôi luôn luôn có mặt với chúng. And that's important to me because you can never go back in time and get those memories. Và cái lý do tại sao nó quan trọng với tôi bởi vì chúng ta không có một cỗ máy thời gian để quay lại và trở lại những cái khoảnh khắc quan trọng đó và có mặt với con cái của mình. I am grateful I have those memories. Và tôi thực sự biết ơn vì những ký ức đó là ký ức của tôi. Another thing that I didn't expect when I started this business. Và có một điều khác mà tôi đã không có nghĩ đến khi bắt đầu công việc kinh doanh này. Is that I extended my family. Đó chính là tôi đã mở rộng gia đình của mình hơn. Our new skin family. Đó chính là gia đình new skin của mình. See, when you help others achieve their dreams, mày có hiểu không, nếu như chúng ta giúp đỡ người khác đạt được giấc mơ của họ, and you work with them, chúng ta làm việc cùng với họ, and you know their children and you're in their home, chúng ta biết những đứa con của họ, chúng ta đến thăm nhà của họ, and you cry with them and you laugh with them, chúng ta khóc cười cùng với họ, you become very close. Họ bạn sẽ trở nên rất gần gũi, rất thân thiết với những người này. And I know this will be very important to you in your lives as you gain a new skin family. Và tôi biết rằng đây là điều sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa đối với bạn trong cuộc sống của mình và trong công việc kinh doanh new skin này với gia đình new skin của chúng ta. In the past 30 years, I can say that new skin has never let us down. They have been a perfect partner. Và trong vòng 30 năm vừa qua, tôi có thể chắc chắn với bạn rằng New Skin chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. New Skin là một đối tác cực kỳ tuyệt vời. They have always paid checks on time. Mà có phải là New Skin luôn trả hoa hồng đúng ngày đúng giờ hay không? They have always provided the best products that are out there. Họ có và họ đem đến cho chúng ta những sản phẩm tuyệt vời nhất trên thị trường. Yes. And they are always there for all of our needs. Và họ luôn luôn có mặt ở đó ở bên ta bất cứ khi nào ta cần, có đúng không ạ? Yes.
question became if I wanted to have everything that I dreamed of. Và cái câu hỏi chúng ta cần hỏi đó chính là mình có muốn có được tất cả những điều mà mình mơ ước hay không? What were we willing to do? What were we willing to sacrifice? And how hard were we willing to work? Và nếu có, chúng ta sẵn sàng hy sinh những gì hoặc chúng ta sẵn sàng làm việc siêng năng chăm chỉ cỡ nào? And we did it. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã làm được, đúng không? Đã thành công trong đây, đúng không ạ? We worked hard. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ. And we're living our dream. Và chúng tôi đang sống trong giấc mơ của mình. Yeah. I would like for everyone in this room tonight. Và tôi mong muốn tất cả các anh chị ngồi trong phòng này tối nay to live that dream also. Cũng có được cơ hội sống giấc mơ của mình như vậy. It is a great life. Đó là một cuộc sống cực kỳ tuyệt vời mọi người ạ. So I wish you all luck on your new skin journey. Và tôi chúc bạn tất cả những điều may mắn nhất trên cái hành trình new skin của mình. And may all your dreams come true. Và chúc tất cả những giấc mơ của anh chị thành sự thật. She's always been the best part of mine, no doubt about it. Cô luôn là một phần tuyệt vời nhất, là một cái đặc nhất tuyệt vời nhất đối với tôi. And I don't mind telling the world I'd be nothing without her. Và luôn luôn tôi nói với cô một điều là anh sẽ không là gì nếu không có em. Wow. Let's talk a little bit about things. It's weird for me whenever I talk about the financial success. Và chúng ta sẽ chia sẻ một chút xíu khi mà tôi chia sẻ về những thành công tài chính thì tôi cảm thấy rất là thú vị. Because I never want to come off like we're bragging and trying to just show off. Bởi vì khi mà tôi nói về tài chính, khi mà thành công có tài chính thì người ta hay nghĩ rằng là những người khoe của, những người khó chịu như vậy. But this is a different culture for us. I mean, we all have dreams. We all want to. Some of you are new. You want to make sure, hey, is it real? Do people actually achieve what they hope to do? Nhưng mà đây là một nền văn hóa khác với chúng tôi. Cái lý do duy nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ những điều này đó là chúng tôi muốn bạn thấy rằng nó có thật và hoàn toàn sẽ khả thi đối với bạn. And what I told you guys in the last couple of days is money is just a symptom of character and hard work. Và giống như là những ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với các bạn rằng tiền tài chỉ là một cái triệu chứng của tính cách và công việc mình làm việc siêng năng mà thôi. And I'm completely convinced money finds you when you become the person that's worthy of the money that you seek. Và tôi bị thuyết phục bởi cái nghĩa rằng là tiền tài nó sẽ đến khi mà mình cảm thấy thật sự xứng đáng. Because if you focus your energy on what other people want, you're going to get everything that you want. Bởi vì khi bạn tập trung năng lượng vào tất cả những điều mà mình muốn thì mình sẽ đạt được những điều này. Now in the course of this business, it was interesting because I've had some very good advice from some very smart people. Trong cái quá trình làm kinh doanh, tôi may mắn nhận được rất nhiều lời khuyên từ những người rất thông thái. I remember Claire McDermott sitting me down one time. She says, "Jeff, listen to me for a minute." Tôi nhớ một lần cô Clara McDermott có ngồi cùng lại với tôi và chia sẻ một vài điều, nói anh Jeff hãy nghe lời này. Says first of all, cô ấy nói rằng đầu tiên, don't ever take your strength and apply it to weakness. Đừng bao giờ dùng những cái điểm mạnh của bạn mà áp dụng vào những cái điểm yếu. If you do, you will always weaken the other person. Bởi vì nếu như bạn làm điều này thì những người yếu hơn sẽ cảm thấy càng yếu hơn nữa. Always put your strength on strength and you get more strength. Hãy luôn luôn đặt những điểm mạnh và những người mạnh hơn và bạn sẽ có nhiều sức mạnh hơn. And she said, when the money comes, don't be an idiot. Và cô ấy cũng nói rằng là khi mà có tiền vô rồi á, mình đừng ngốc nghếch. Don't become something you're not. Hãy trở thành, đừng trở thành cái người mà mình bản chất mình không phải như vậy. And treat every paycheck as if it might be your last. Hãy sử dụng tất cả những cái khoản tiền hoa hồng mà mình nhận được như là đó là khoản tiền cuối cùng mà mình nhận được vậy. And so Liz and I made a pact. Và Liz và tôi thì cũng có thỏa thuận với nhau như thế này.
And we said, as the money starts to come in, let's don't, you know, upgrade our lifestyle to a point where we can't afford what it is we're doing. Chúng tôi nói với nhau rằng là nếu như mà một khi chúng ta có tiền đó, thì đừng hãy nâng cấp cuộc sống của mình đến một cái mức mà có những lúc chúng ta không thể nào chi trả nổi. Just because the money's coming in, we can qualify for, you know, a multi-billion dollar home. Don't go borrow money and get yourself in debt. Và chỉ bởi vì bạn có tiền không có nghĩa và bạn có thể mua những căn nhà hàng triệu đô, không có nghĩa là bạn cũng sẽ mua những căn nhà đó và đột nhiên một ngày cảm thấy nợ nần vì phải trả tiền nhà rất nhiều. So one of the driving forces for us early on was to focus on this and get out of debt, so we didn't have to answer to anybody. Và đó là một trong những điều đầu tiên chúng ta cần tập trung, đó chính là hãy luôn luôn tập trung vào cái việc sử dụng tiền của các thông thái để mình không bao giờ phải trả lời bất kỳ ai khi mình không muốn. So we can live life on our terms. Để chúng ta có thể sống một cuộc sống theo đúng cái điều kiện mà mình muốn. And I explained to you guys before, both Liz and I were married before to other people. Và giống như tôi cũng có chia sẻ với mọi người rằng là vợ tôi và tôi đều đã từng có một đời chồng, một đời vợ. And because we had those previous lives when we married each other, we did not have a lot of financial capability. Và bởi vì thời điểm đó chúng tôi khi mà với những người khác thì chúng tôi cuộc sống đó cũng không có nhiều quá nhiều những cái khả năng về tài chính. Divorce has a way of breaking your back sometimes. Bởi vì những cuộc ly dị nó tốn rất là nhiều tiền của bạn. But we knew we loved each other and we had big dreams. Nhưng khi mà chúng tôi phát hiện ra chúng tôi yêu nhau rất nhiều và chúng tôi có những giấc mơ lớn. And so we felt like if we could live life on our terms, we didn't have to answer to other people, we could see and do things we wanted. Nếu đó là nếu mà chúng ta có một cuộc sống mà theo đúng những cái điều kiện của bản thân mình, muốn sao cũng được thì chúng ta không cần phải trả lời cho bất cứ thì ai mà chúng ta có thể làm được những điều mà mình thật sự mong muốn. So as we went to work and the money started rolling in, I've got a background in real estate. Liz is very frugal. She understands business as well. We looked around for places to invest money. Và khi mà chúng tôi bắt đầu làm công việc kinh doanh, bởi vì nền tảng của tôi là một người là về bất động sản, Liz thì rất là giỏi trong những công việc kinh doanh. Thế là chúng tôi bắt đầu tỏa ra và tìm kiếm những cái cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư cái khoản tiền này vào. At the time, we were living in a one-bedroom apartment. Thời điểm đó chúng tôi sống trong một căn phòng chỉ có một phòng ngủ mà thôi, một căn nhà chỉ một phòng ngủ mà thôi. You know what? As I think back to those days, those were the best of times. Và khi mà bây giờ nhìn lại, tôi lại thấy cái khoảng thời